9:50 anh em ạ. Tôi đang lên sân bay để đón khách của Bi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đánh đón được khách của Bi trên sân bay anh em ạ. Không biết là có đón được hay không. Thì có một cái cuộc đặt lịch trước ấy. Đặt lịch trước xe 7 chỗ ở trên sân bay này về dưới Hà Nội. Thì bây giờ tôi đang lên đón anh em ạ. 10 giờ đón anh em ạ. Thì bây giờ đang là 9:51 rồi. Không biết khách của Bi này nó có dễ tính hơn của Grab hay không, có ổn hơn Grab hay không thì tôi cũng chả biết. Hôm nay lần đầu tiên đón khách Bi ở sân bay luôn. Không sao. Anh đóng lại em hôm cái cửa được chưa được? Xe để thằng lái. Đây 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 đây, giờ bốn ra, là con thích ở đây rồi, từ vào. Rồi rồi. Để bốn người phụ nữ. Bốn cái nhóm sướng mà còn thiệt không? Chị bốn không từng hiểu. Cho em bé ngồi lên chân giờ. Cái nhóm sướng còn thiệt không mà sợ chứ. Rồi sao lai cái mông là xếp được hết. Không kìa, tới là móc là tới giờ này là. Mẹ tới giờ này. Mẹ luôn hay ngà chứ. Đấy là mẹ nó tự động rồi. Chị ngồi trước chị phải cài cho mình an toàn chứ. Mình ở đây là thoải mái rồi. Chắc là làm thế này tao chứ. Cái dây bên phải đấy ạ. Cái dây bên phải cắm vào cái chỗ này chứ. Đây cái dây này. Hay cắm vào cái chốt này chứ. Em cắm cái chị nè. Cắm được ạ. Đây đây xem nào. Mà tại không đang lạnh chứ lắm nào. Thế độ mà đang lạnh chứ lắm. Ừ, tiên bà chủ ra ngắm mặt cô dâu thôi là xin. Hôm nay mà cỡ mà bà cá nó lượt đi ra đây sắp bán đây chị điện hai mẹ. Vâng. Lấy điện em ơi. Điện trước em khoảng có khoảng tiếng nhỉ. À rồi. Cái rong sao mở cốc xe. Tôi vừa trả khách quốc sân bay rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ xem thu nhập xem được bao tiền anh em nhé. Cũng không ổn lắm anh em ơi. Cái Bi sân bay này thì vẫn trừ tiền như thế anh em ạ. Không thấy giảm chiết khấu gì cả. 342 này thì trừ đi 100.000 104.000 tiền phí, mình còn lại có 234.000 thôi. Nhưng mà tôi thấy còn ít hơn là hình như vẫn thế anh em ạ. Tôi tưởng là cái giá sân bay này trừ 1% nhưng mà cũng không phải anh em ạ. Cũng trừ nhiều phần trăm hơn anh em ạ. Cũng trừ phần trăm như vậy nhưng mà cũng không ăn thua. Cũng trừ phần trăm như vậy anh em ạ. Không ăn thua anh em ạ, trừ đi vẫn còn có 234.000 thôi anh em ơi. Sau khi trừ đi phí ứng dụng còn có 234.000 anh em ạ. Cũng không nuột lắm. Thì vừa rồi anh em cũng xem tôi chở một quốc khách Bi sân bay đấy. Bi nhân bay nhận lịch anh em ạ. Tôi thấy có lịch sân bay ở trên này này. Thì tôi nhận thì chở từ sân bay xuống đây là có 234.000. Nói chung là cũng không ăn thua anh em ạ. Không ăn thua anh em ạ. Tôi tưởng là Bi sân bay trừ mấy phần trăm thôi, hay 15 hay là 10% thôi, nhưng mà vẫn trừ phần trăm như vậy anh em. 342.000. Xem nào. Đâu để tôi xem nào. Giá cước là 366.000 anh em ạ. Xem là ngày hôm nay là ngày của Bi sân bay anh em ạ. Một ngày chạy Bi sân bay anh em. Thì tôi lại nhận được một cuốc lên sân bay Nội Bài của Bi. Đúng là hôm nay ngày của Bi sân bay anh em ạ. Bây giờ lại chở khách lên sân bay Nội Bài thôi. Ngày cái làm được khoảng 4-5 vòng như này đẹp. Chạy sân bay thì nó đỡ
đỡ tắc đường hơn anh em ạ. Cái là vào phố thì tắc quá anh em ơi. Vừa trả khách xong nói chuyện với anh em tí thì lại nổ cuốc sân bay nữa. Giá cước là hơn 270 anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho khách. Chị ơi, em gần tới cái địa điểm của mình rồi đấy, thì chị giao em với đây, tại vì là đấy cái đường này nó hơi chật đấy, em không dừng được lâu ấy ạ. Dạ vâng, anh đứng ngay ngõ này ra luôn đấy. À vâng vâng vâng, thế chị ra ra dần của em với. Đó, vừa điện cho khách rồi anh em. Đường ở đây nó chật lắm nên là mình phải điện cho khách trước. Đây anh em có thể nhìn thấy bên đường của tôi nó chật kinh khủng luôn. Rất là nhiều xe luôn anh em ạ, nên là bây giờ mình phải điện cho khách trước và khách ra ra cái là đi luôn, chứ mình mà chờ là không chờ đâu anh em ạ. Tại vì dừng đây người ta bóp còi các kiểu luôn. Ở anh em tôi đi đón khách lên sân bay nhá. Xem phúc khách lên này được bao nhiêu tiền, có hơn là chiều xuống thôi anh em nhá. Chào chị ạ. À chị gạt cái lẫy ngả ghế ra nó ngồi thoải mái một chút. Ngồi lẫy, gạt về phía trước. Không, chị ngồi sang phía bên này cũng được. Nó đang bị hơi đứng ghế đúng không ạ? Em chưa xuống được, chưa chỉnh được ghế. À, ok chị. Đi có lâu không ạ? À, từ đây lên đấy cỡ khoảng hết khoảng 40 45 phút đấy ạ. Em sợ lâu hơn. Và đấy là trong điều kiện bình thường, chứ còn nếu mà tắc đường kẹt. Em đi em thấy tắc đường lắm, nhưng mà không biết miền em đi đường nào, có đi đường láng không ạ? Có đi đường láng gì? Đường láng em thấy hơi tắc. Vừa nãy em từ trên sân bay xuống thì cũng không hơi tắc lắm. Tắc mỗi một đoạn. Hồi sáng em đi đúng bên đường dốc nhất đi thẳng xuống tắc lắm luôn đấy. Vâng. Vừa đây em vừa đi xuống mà thì cũng không tắc lắm, tắc mỗi một đoạn ở chỗ Lê Văn Lương với cả cái chỗ Trần Duy Hưng thôi. Chị là lên sân quốc tế hay là lên nội địa? Em không biết, nếu mà đón người từ nước ngoài về thì sân. À, thế đây là sân quốc tế. Vâng. Em muốn đi tham mộ thì đi ở đầu này. Vâng. Con chị xuống bên phải của em nhé. À, chị em chút. Em cảm ơn chị nhé. À, anh em ơi, tôi không hiểu tại sao là cái quốc lên sân bay này rất là rẻ của Bi anh em ạ. À. Thì anh em có thể thấy là hết có 270.000 cho 30 cây. Nhưng mà cái số tiền thu nhập của tôi thì nó lại tốt hơn. Số tiền thu nhập lại được là 243.000. Còn cái quốc trước thì lại thu nhập nó lại thấp hơn anh em ạ. Quốc trước là hơn 300.000 mà thu nhập thì lại được có mỗi 234.000 thôi. Chiết khấu có 5.000 thôi. Thực sự là Bi Airport này ngon đấy. Bi sân bay này ngon anh em ạ. Nhưng mà Bi 7 chỗ thì lại rất là kém. Để tôi sẽ gửi hỗ trợ xem Bi xem là cái quốc này như nào anh em nhé. Chứ bây giờ mà chứ bây giờ mà bị chiết khấu cao quá thế thì không ổn. Đâu để tí nữa tôi xem. Ồ, quốc lên thì lại ngon hơn. Quốc lên thì có 270.000 thôi, nhưng mà doanh thu lại được 243.000. Quốc xuống thì hơn 300.000 cơ. 360.000 mà được có 234.000 anh em ạ. Rồi thì bây giờ để tôi trả vé xong đã, xong thì tôi sẽ bàn luận tiếp tục cái vấn đề về cái con Bi này anh em nhé. Hết 9.000 tiền vé anh em ạ. Chứ cái cửa nó còn chưa đóng chặt anh em ơi. Rồi tôi sẽ xuất lên lại đây xếp lốt đấy anh em nhé. Rồi anh em ơi, thì tôi đã có kết quả cái việc hỗ trợ ấy rồi anh em ạ. Thì cũng khá là đúng như tôi dự tính anh em ạ. Khá là giống như tôi dự tính.
Thế Quốc tôi đón xuống là Quốc Quốc bi bình thường anh em ạ. Không phải Quốc bi sân bay. Tại vì là Quốc bi sân bay thì nó sẽ không phân ra là 4 chỗ hay 7 chỗ cả. Nó chỉ phân là, nó chỉ nói là bi airport thôi. Đây anh em, như tôi này, nó chỉ nói là bi airport thôi. Bi airport thì là bi sân bay này thì nó sẽ được trừ cái chiết khấu nó tốt hơn. Chứ còn bi 7 chỗ với cả bi 4 chỗ thì nó sẽ chiết khấu như bình thường. Thì vấn đề là cái khách ấy, khách họ lại muốn đặt xe 7 chỗ cơ. Xe 7 chỗ thì lại không có nằm trong cái mục là bi sân bay, là bi airport này cả. Đấy là tổng đài họ giải thích như vậy. Thì đúng là cũng hơi xui anh em ạ. Tại vì là ở trong sân bay thì mình sẽ không đặt được xe 7 chỗ. Nếu với tình trạng như thế này, nếu mà đặt xe 7 chỗ thì nó sẽ rơi là bi bình thường chứ không phải là bi sân bay nữa. Thì cái chiết khấu của tài xế sẽ bị giảm. Chạy xe 7 chỗ sẽ không bằng chạy xe 4 chỗ anh em ạ. Đây như Quốc, anh em có thể xem là tôi Quốc lên này. Quốc lên của tôi là bi 4 chỗ này mà được 243.000 thu nhập dòng. Mà cái Quốc xuống thì là tổng thu của khách là hơn 300.000 cơ. Thì nhưng mà đến lúc chiết khấu mình còn có 234.000. Còn Quốc lên thì thu của khách có hơn 200.000 thôi, 270.000. Thì lại còn lại 243.000. Thì cái Quốc này nó hơi vô lý anh em ạ. Bây giờ đặt bi sân bay thì lại không thể đặt được bi 7 chỗ. Nếu mà đặt bi 7 chỗ thì lại thành ra bi thường anh em ạ. Thì cái chiết khấu nó lại cho tài xế lại thấp hơn. Thế này thì mình chỉ nhận cái Quốc bi sân bay 4 chỗ thôi. Chứ bây giờ mà đặt 7 chỗ thì nó lại thành là Quốc bi bình thường anh em ạ. Lại không thể chiết khấu nó tốt được. Thì cũng kinh nghiệm anh em ạ. Lần sau mà nhận Quốc thì thấy ghi là bi sân bay thì nhận. Chứ bây giờ mà nhận cái Quốc bi bình thường trong sân bay này thì chiết khấu giảm vỡ mặt luôn anh em ạ. Đi tận 30 cây mà xe 7 chỗ thu nhập có 234.000. Thì hỏi anh em là anh em có chạy như vậy không? Thì tính ra xem nào, 37 hoặc là được 7.000 mấy, 7.000 chắc 7.000 rưỡi gì đấy, 3721 mà. Thì chắc được 7.000 rưỡi anh em ạ, 7.000 rưỡi một cây mà xe 7 chỗ thì hỏi anh em là có chạy được không anh em? Không chạy được luôn anh em ạ. Thôi lần sau nói chung là mình phải chạy, mình phải chạy thì mình có kinh nghiệm được anh em ạ. Chứ không chạy thì lại không có kinh nghiệm. Thôi nói chung là lần này mình chạy thì để rút kinh nghiệm anh em nhé. Thì bây giờ tôi đang xếp lốt trên sân bay thì cũng xếp lốt ở ngoài đường thôi anh em ạ. Cũng hôm nay tôi lùi xe đoạn này cũng hơi xui anh em ạ. Thì có lùi vào cái xe máy người ta bán hàng đây này. Thế là đổ mất 4 cái phích là phải đền 250 anh em ạ. Xui quá. Vừa sáng ra mà xui quá. Tại mình cũng không để ý ấy. Thì mình cái xe máy nó dựng nhưng mà cái phần xe máy, cái phần gương tôi nhìn thấy ấy, thì nó lại không việc gì. Nhưng mà ở trên xe máy nó lại có một cái thùng xốp. Cái thùng xốp đấy nó lại le ra ngoài anh em ạ. Thì tôi lúc nhìn xa tôi nghĩ là lọt rồi thì tôi cũng chả để ý nữa. Thì cứ lùi thôi, lùi một tí thì thấy nó chạm ngay vào cái thùng xốp anh em ạ. Thế là đổ một cái xe máy vỡ mất phích nước. Hơi xui anh em ạ. Đây, phích nước ở đây luôn anh em. Đây, còn 4 cái phích, 4-5 cái phích đấy, cái xe máy đấy anh em. Thì vỡ mất 4 cái phích để 250 anh em ạ. Vừa sáng ra đã hơi xui rồi. Thôi nói chung là mình còn người còn của đi thấy người anh em ạ. Thì đây cũng là một lần tôi chạy đi sân bay mà mình kinh nghiệm để mình lần sau mình nhận, mình thấy bi sân bay thì nhận chứ còn bi 7 chỗ thì không nên nhận anh em ạ. Đây này, ở Quốc này nó ghi là bi 7 chỗ này anh em ơi, chứ không phải là ghi bi sân bay. Còn Quốc sau này, đây tôi cho anh em xem Quốc sau nhé. Đây Quốc sau đây nó ghi là bi airport luôn, bi sân bay luôn anh em ạ. Thì nó mới chiết khấu nó mới được. Đây anh em nhìn thấy chiết khấu nó có khoảng cỡ tổng chiết khấu nó cỡ khoảng 10.000 mười mấy nghìn thôi. Nó cả phí sử dụng ứng dụng nữa thì là cỡ khoảng 25-26.000 anh em ạ. Thì nó ngon hơn, bây giờ chạy bi 4 chỗ lại ngon hơn là bi sân bay 7 chỗ anh em ạ.
đi 7 chỗ thì không đặt được ấy. Rồi, ok anh em, thì cái video chạy bi sân bay tôi xin tạm dừng tại đây anh em nhé. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm hơn để nhận cái cuốc nó nuột hơn anh em ạ. Chứ cuốc này nhận thế này thì không ổn.